Đây là con đường vô cái thôn Tây An, xã Hòa Châu đây các bạn. Thôn này còn nguyên thủy khi xưa đến giờ chưa bị giả tỏa. Nên đồng lúa hai bên còn rất là đẹp, thôn rất là khang trang sạch sẽ. Tôi sẽ chia sẻ các bạn cái thôn Tây An một lượt các bạn nha. Các bạn xem cái đồng quê và cái làng thôn Tây An này hiện tại nó như thế này các bạn, quá đẹp luôn. Đây, đường vô làng thôn Tây An. Qua cái thôn rồi ra cái cánh đồng này các bạn, cánh đồng, cánh đồng nhiều chỗ đã bỏ hoang. Đây là cầu Bến Bắc. Đường làng rất đẹp. Đường làng rất đẹp các bạn. Làng có hai bên hai dải cây rất là đẹp. Phía trước có những cái bụi tre các bạn. Đây là làng Cẩm Ni. Làng Cẩm Ni đó. Làng Chiếu đây, nằm ở Hòa Tiến rồi đây. Đây là thuộc địa phận Hòa Tiến rồi, Cẩm Ni. Rồi. Tông Tây An Hòa Châu qua Cẩm Ni là một đoạn không các bạn. Còn một con đường như đây. Đây là chiếc Cẩm Ni đây, Hòa Tiến.
gần cấm lê, gần cấm lê. Đồng ruộng cẩm nê đây các bạn, đồng ruộng Hòa Tiến. Thấy phía trước là con đường cao tốc, đường đi tốc là cao tốc là Tí Loan Quảng Ngãi đây các bạn. À, văn hóa thạch bồ, đây là chuyển qua là làm thạch bồ rồi. Đây là cái hầm chui đường cao tốc này các bạn. Thank you.
rồi. Đây là thôn Thạch Bồ rồi. Thạch Bồ Hòa Tiến. Các bạn thấy đường lòng thông nó đẹp không? Đường lòng thông quá đẹp luôn. Lúa hiện tại đang trổ các bạn, cấm lúa xã Hòa Tiến này đang trổ bông. Thì vẫn đây là vẫn là thôn Yên Nê đây các bạn nha. Thôn Yên Nê Hòa Tiến. Video tôi đến đây kết thúc các bạn. Hẹn các bạn video sau. Rồi, xin chào.